giờ mình đi đào trùng, hôm nay mình sẽ đi cắm câu. Để con câu đi, giờ mình đi kiếm trùng đào thôi. Sử dụng trùng hổ. Dở mấy cái chậu kiển mình lên nè. Trùng nó ở dưới. Thường đào đây trùng nhiều lắm mà sao nay không thấy thằng nào. Chứ mấy này mưa rồi quá. Và đào mấy chỗ. Khoan trùng không nhận ghê đó, thôi không bắt. Ê em nữa nè. Được nhiều đây, nhiều đây là 2 con, kiếm thêm 1 con nữa. Chỉ để móc mồi không đủ rồi đào thêm, chứ nãy giờ không thấy ngạo đâu. Thì hôm nay ai gọi không biết. Bây giờ mình sẽ móc trùng vô để cắm thôi. Đào cũng không có trùng, kiếm cực quá. Phải móc rồi còn thiếu bao nhiêu rồi mình bắt đầu đi đào tiếp. Mình móc trước rồi đã. Mấy nay tại mưa quá nên khó kiếm trùng. Mình cắm có 1 chục cân. 1 chục cân này với mấy cái chai nước ngọt á, cọt với lưỡi xong. Hổ này nó đỡ tha mồi, tại vì trùng cơm này nó mềm hơn, với lại là cá mồi tông ghẻ hơi là hết mồi. Hổ này nó đỡ tha mồi. Hôm nay mình cắm câu kết hợp đặt trấm lươn
thì đặt thêm cái bát quái lưới, cái chụp mùng gì đó, hai cửa của người ta bán, người ta nói gì mình quên mất, thì đặt cái thảm chơi lầy một bữa thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi cắm câu các bạn. Cắm chủ yếu những cái ao vườn thôi. Sẽ cắm ngay đen cần. Cần này cũ rồi, nó nhạy lắm. Sử dụng cần khác, cắm chỗ này. Cắm ngay chỗ này các bạn. Ok, mình đã cắm một cần đầu tiên rồi. Tiếp tục. Tiếp tục cắm ngay một cái nữa. Lại tiếp tục cắm ngay đầu dũng lên cái nữa các bạn. Ngay nước mưa và đất hơi mềm. Giờ tới thui các bạn ơi, để chịu. Hôm nay mình có kết hợp làm đặt cái chụp lưới nè, cái cắm chai nhựa nè, với cái ống túm nè các bạn. Thôi giờ bắt đầu đi cắm thôi, tối rồi.
mình đi ra vườn mình thăm câu nữa các bạn. Hôm qua mình cắm á, thì tối có thăm mấy cừng gần nhà hết mồi không các bạn ơi. Đây, cừng này còn mồi. Có đi thăm mấy cừng gần nhà nhưng mà hết mồi không, không biết mấy cừng kia xa xa dính không. Còn mồi luôn. Sao thấy mấy cừng rồi, thấy tớt rồi. Thank you.
không dính luôn. Cần này cá táp dính lắm đó thôi, thấy cá này táp nhỡ văng lên cỏ đó rồi. Cái chụp lưới các bạn vàng dở dính được hai bạn con cua luôn. Cá mẹ với con cua của bạn you
mũi cắm câu đặt trúm chụp lưới của mình chỉ có thành quả có nhiêu đây các bạn ơi. Hai con cua kình chụp thì được con cá mè, con ốc bu, hai con cua đồng, một con càng bự chán nè các bạn nè, cua này cua kình nè các bạn. Một cần câu nó bị dính cá nhưng nó sảy ra thăm không kịp, tấm lương này bị dính các bạn ơi, tấm lương này tất quá. Tí xíu mình vô mình đổ con cua cho bạn coi, còn mấy này thì thôi để lại. À được con cá bóng nữa các bạn, ăn dính cái lóc cái tê này có em cái bóng luôn. Hôm nay đúng là hơi nhỏ. Đây các bạn, giờ mình sẽ bắt hai con cua kình ra. Thành quả của cái chụp bằng lưới. Kình nè, các bạn thấy cái càng nó ghê không? Cứ như nó kẹp cái là xác định luôn á. Càng đây nhỏ, càng đây nhỏ còn càng đây bự. Nó vô mà. Ốc này ốc bu. Đi cắm câu chụp lưới đặt tấm mình có được bao nhiêu đây nè, được hai con cua, con cá với một con ốc bu, ốc bu cá bóng. Thì cắm câu có dính nhưng mà nó sảy rồi, ra thăm không kịp nó sảy, nó quấn vô vậy làm á. Với lại là do nước kém á nên là nó cũng không có nhạy mồi lắm. Thì hẹn các bạn ở những clip sau. Nếu mà các bạn thích những cái clip đi cắm câu bắt cá như thế này thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình sẽ làm những cái clip cắm câu bắt cá như thế này các bạn xem. Nhưng mà lần sau thì sẽ dính cá hơn nhiều hơn. Mình sẽ canh nước chứ không phải là thất thu như hôm nay. Hôm nay chỉ được dính nhiều thôi. Mình chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, nhiều thành công và hiệu quả. Chào các bạn. Thank you.